Ok, thế là đã xong cái phần, gần như là xong, gần như hết rồi đấy. Thì giờ đến cái phần quan trọng nhất. Quan trọng nhất là cái phần khi mà các bạn chơi xong rồi đấy, thì nó sẽ phải hiện ra cái thông báo, đúng không? Thông báo để lưu lưu điểm của các bạn lại đó. Lúc nào nó là cái phần kết thúc game ấy. Đấy, thì bây giờ mình sẽ tiến hành là mỗi lần mà khi mà người dùng chơi xong thì sẽ xuất hiện ra một cái ô dialog, một cái dialog để hiển thị là cái người dùng đã chơi ở rừng đã kết thúc ở level bao nhiêu đấy. Ok chưa? Thì bây giờ nhá, mình sẽ vào trong file layout này, mình sẽ kích chuột phải vào này, mình chọn lưu một cái layout resource file, thì cái này sẽ là cái layout để hiển thị cái dialog. Mình sẽ ghi là dialog hết game, enter, và tình mình tiến hành mình thiết kế cái dialog đấy ở trong này đấy. Thì mình sẽ cho thằng này thành này layout này đấy, cái orientation của thằng này, orientation mình sẽ cho là vertical. Đấy. Tiếp đến nữa mình sẽ có, mình sẽ cho nó cái background đi. Background mình sẽ lấy màu của cái background này, paste lên trái. Đấy. Rồi sau đấy xong nữa thì đầu tiên mình sẽ phải có một cái icon. Đấy. Một cái image view. Đấy. Thôi, để tiết kiệm thời gian của các bạn thì các bạn có thể sang bên này nhá. Copy cái image view cho mình. Copy cái relative layout này. Đấy, các bạn paste sang bên này. Rồi mình sẽ sửa lại một xíu. Đó, đó là thằng này là hay, mình sẽ cho nó là 120 dp. Width mình để là max. Thằng này mình sẽ cho nó là xóa hai thuộc tính đi, mình để là graffiti, mình để cho nó là cái center in parent. Mình để là true. Đấy, thì sẽ ra giữa này, đấy. Tiếp đến nữa thì mình sẽ copy tiếp một cái text level này. Đấy, mình sẽ copy text một cái text level sang bên này. Mình paste ở đây. Đó. Paste đây thì nó sẽ có một cái chữ ở trên này, thì ở đây mình sẽ sửa lại cái chữ này thành chúc mừng. Chúc mừng bạn đã đạt được chẳng hạn. Bạn sẽ đạt được. Xong rồi cái này mình sẽ sửa cái text size của nó đi nhá. Mình cho là 16 dp, 16 dp thôi. À 16 fp thôi, đấy, ok. 16 hơi bé nhỉ, 18 đi. Cho cái padding nó lên thành 8 đi, cho nhìn cho to. Đấy. Bạn đã đạt được. Rồi, sau đấy sang bên này, cái line layout này. Đấy, cái thằng line layout này. Line layout mà chứa cái thằng chữ level với chữ số 1 này. Mình sẽ copy. Ừ. Sang bên này, mình sẽ paste xuống dưới cái ảnh này nhá. Đấy. Bây giờ thì chưa nhìn thấy gì, bây giờ width mình sẽ phải sửa lại thành mapper chưa đã. Nó sẽ được như này này. Cái graphic orientation mình sửa thành horizontal. Đấy, horizontal. Xóa cái graffiti đi. Đấy. Hay mình cho nó là 50 dp thôi. Bỏ cái width bằng 1 đi. Đấy, sẽ coi lại được như này. Và cái thằng này width mình sẽ cho nó là warp content. Ừ. Warp content. À, cái này sửa thành graffiti cho nó là center. Đấy. Cái số level mình cũng để là warp content. Hay cho là map parent. Ừ. Hay thằng này mình để là map parent. Ừ. Rồi sau đấy bạn đã đạt được level bao nhiêu sau đấy xong nhá, các bạn sang bên này các bạn chọn cho mình new một cái packet có tên là dialog. Đấy, kích chuột phải ở đây các bạn tạo cho mình một cái Java class này có tên là kết thúc game dialog. Kết thúc game dialog.
Ok, thằng này thì các bạn kích kế thừa cho mình cái thằng Dialog. Kế thừa cho mình cái thằng Dialog. Rồi nó sẽ cắt bắt các bạn phải tạo ra một cái constructor. Đấy, các bạn chọn constructor mặc định cho mình. Và trong này các bạn gọi cái set convert view. Đấy, các bạn truyền vào rr.layout chấm tiếp dialog hết game. Rồi, sang bên dialog hết game thì ở đây mình có một cái text view nó hiển thị chia level đúng không? Thì cái phần này sẽ là cái phần hiển thị cái level mà người rơi đã đạt được. Thì ở đây sang bên này mình gọi một cái text view ra. Đặt tên cho nó là bằng fill view by id r.id chấm text level. Đấy, các bạn nhìn nó giống giống cái thằng activity không? Ừ, nó chỉ khác một cái là ở đây mình sẽ truyền vào cho nó một cái string. Một cái biến int đi. Int. Int level level đấy và cái txt level chấm set text này mình sẽ set cho nó cái text chính bằng cái level mà mình truyền vào trên kia nó là cái level mà người chơi đạt được ấy đấy thì sang bên main activity nhá sang bên main activity cái đoạn hết game đâu rồi đây cái đoạn hết giờ đây đúng không đấy thì sẽ lưu một cái dialog lưu một cái kết thúc game dialog này mình sẽ truyền vào đầu tiên là zip và tiếp theo đấy nữa là cái biến định nghĩa chấm level và quan trọng nhất là các bạn chấm sâu cho mình để nó hiển thị đấy rồi xong bây giờ mình bấm run này rồi đây bây giờ mình sẽ chơi level 1 này level 2 level 3 rồi mình sẽ chơi xem khả năng của mình nó được ở level bao nhiêu nhá. Mười bốn, mười ba, uầy, chính là mình cũng giỏi phết đấy chứ. Cái này mà thành hiệu thêm cái hiệu ứng nhạc nữa là ngon rồi đấy. Ôi, nó nhanh quá không kịp. Nó nhanh quá không kịp. Ok, các bạn chờ mình một xíu. Mình đã giảm cái thời gian xuống nó còn khoảng tầm 5 giây thôi hơn 10 giây đi để test xem là cái dialog của mình nó hiển thị được chưa. Ui chơi bình tĩnh bình tĩnh bình tĩnh bình tĩnh bình tĩnh. Ok, chúc mừng bạn đã đạt được level 10. Đó, đây là cái phần chính là cái phần kết thúc game. Đó, khi kết thúc game xong, đấy. Thì ở phần sau mình sẽ hướng dẫn các bạn làm nào nó có hai cái nút. Thứ nhất là cái nút chơi lại đây này, đấy, cái nút chơi lại đây. Và cái nút là kết thúc thì sẽ kết thúc game, thoát game. Ok. Đó, video của mình xin được dừng lại đây. Chúc các bạn học lập trình vui vẻ.